Sau điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ tư của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều qua, thì cổ phiếu của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex, mã chứng khoán là PLX, và PVOI, mã chứng khoán là OIL, cũng đã theo đà tăng mạnh. PLX tăng 4,9% lên mức 43.900 đồng một cổ phiếu, trong khi OIL tăng tới 13,6% lên 14.200 đồng một cổ phiếu, mức giá cao nhất của hai cổ phiếu này trong hơn 2 năm trở lại đây. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thì cổ phiếu PLX đã tăng 32%, qua đó đẩy vốn hóa thị trường của Petrolimex lên gần 56.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, cổ phiếu OIL cũng tăng 42% sau nửa năm, đẩy vốn hóa lên 14.600 tỷ đồng, hơn 500 triệu đô la Mỹ. Việt Nam hiện có hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung cấp hàng chục triệu tấn sản phẩm cho người tiêu dùng mỗi năm. Trong đó thì bộ đôi Petrolimex và PVOI nắm gần 70% thị phần. Petrolimex dẫn đầu với thị phần 50% cùng với 5.500 cửa hàng trên toàn quốc. PVOI xếp thứ hai với thị phần 18% cùng 700 cửa hàng trực thuộc.